Phú ông dắt bò. Dắt bò. Nô, thằng nô đâu? Dạ, ông gọi con ạ. Ông vừa mới mua mấy con bò, từ giờ ngoài những việc hàng ngày, mày phải trông nom thêm đàn bò cho ông nữa. Nhớ là phải chăm sóc nó cẩn thận, không là ông cắt lương đấy, nghe chưa? Dạ, con biết rồi thưa ông. Được rồi, đi làm việc đi. Hết mất rồi, không có rượu thì mất cả ngon. Nô, nô đâu? Quên mất, nó đi chăn bò rồi. Mà cái thằng chăn bò gì mà lâu về thế không biết, về nhanh còn đi mua rượu cho ông chứ. Thằng nô. Dạ. Mày chăn bò kiểu gì mà để nó bẩn thế này hả? Đã thế đi về cũng không biết đường mà tắm cho nó nữa. Còn tắm cho nó nữa à? Ở đấy, đầu óc gì mà tối tăm thế không biết. Nói đến là bực cả mình. Bà mày đi cả buổi mà cái bụng lũ bò sao trông vẫn lép xẹp thế kia. Ông nói lần này nữa thôi đấy, chăm có mấy con bò thôi mà cũng để ông phải dạy à? Nô đâu? Dạ. Mày đi lên huyện một chuyến đi, gửi cái này cho bạn của ông ở trên huyện. Hôm nay ông có chút việc nên không đi được. Lên huyện ấy ạ? Đi lên huyện phải mất một ngày đấy ông ạ. Thế còn việc nhà ai lo? Thế còn lũ bò thì sao ạ? Mày không phải dạy khôn ông, cứ đi đi. Hôm nay ông sẽ làm thay mày, được chưa? Cái gì? Ông làm á? Ông đi chăn bò. Làm sao mày phải hốt hoảng thế? Liệu ông có làm được không? Mày khinh ông à? Chăn bò hả? Chuyện vặt, cái gì mà ông chẳng làm được? Để đấy ông. Thôi à, mày đi đi, đi sớm rồi về sớm. Dạ, thế thì con đi đây ạ. Thôi chết, sắp tối đến nơi rồi, về thôi. 1, 2, 3, 4, bài quá vẫn còn đủ. Sao lại có 3 con thế này? Vào đi thôi. Này, có nghe ta nói gì không hả? Ôi trời ơi, cái con này láo thật. Này, ra đây giúp cha một chút. Gì vậy cha? Bây giờ con kéo nó cho cha, rồi cha đẩy đằng sau, đẩy nó vào chuồng nha. Ông làm gì vậy ạ? May quá, mày về đây rồi. Giúp ông đẩy con bò này vào chuồng nhanh lên. Tự dưng nó lại dở chứng. Ông mệt quá, không thể kéo nổi nó. Để đấy cho con. Ông không phải kéo nó đâu. Cái loại bò này là ngu lắm ông ạ. Ngu chứ con, mày tưởng cái gì mày cũng biết hả? Tao lừa mày vào chuồng đấy, mày có biết đâu. Mất ngựa. Được một giấc đã thật. Ấy chết, đã chiều muộn rồi, về thôi. Hả? Con ngựa nó chạy đâu mất rồi? Thiền Ly Mã, mày đâu rồi? Thiền Ly Mã! Thiền Ly Mã! Thiền Ly Mã! Thiền Ly Mã, mày đâu rồi? Chú mày ở đâu thế? Trời ơi, trời tối đến nơi rồi mà không tìm thấy nó. Không hiểu nó đi đâu được cơ chứ. Phen này mình sẽ bị cha quở trách cho mà xem. Trời ơi, biết làm sao đây.
sao con phải buồn vậy? Làm cha sốt ruột quá, đang tính thắp đuốc đi gọi con. Cha ơi, con... con... Sao vậy con? Đã xảy ra việc gì à? Con làm mất con ngựa Thiên Lý rồi cha. Cái gì? Mất ư? Sao có thể mất được? Con cũng không biết nữa cha à. Con thả nó ở bãi cỏ, nó chợp mắt có một tí, lúc tỉnh dậy đã không thấy nó đâu nữa rồi. Thiên Lý là một con ngựa rất thông minh, không dễ gì mà bắt trộm được, mà chắc chắn là nó không thể lạc đường rồi. Mọi khi đâu cần phải chỉ, nó vẫn biết đường về nhà mà. Thế mà con đã tìm nó khắp nơi mà không sao thấy được dấu vết gì, nên con đành phải trở về nhà. Con xin lỗi cha, con đã làm mất con ngựa mà mất bao công sức cha mới mua được. Thôi con ạ, đằng nào thì cũng đã mất rồi, biết đâu con ngựa chạy mất ấy lại đem lại điều tốt lành gì thì sao? Điều tốt lành gì được cơ chứ thưa cha? Cha cũng không biết nữa, chỉ là có thể thôi mà. Cha ơi, cha ra đây xem này. Có chuyện gì vậy? Cha cứ ra đây mà xem. Cha thấy không? Không những con Thiên Lý nhớ đường về, những con mà còn dẫn thêm một con ngựa nữa. Vậy là tự dưng nhà ta có hai con ngựa rồi. Mừng quá. Mừng. Cha ơi, cha xem nè. Con ngựa này mới cao lớn và mạnh khỏe làm sao. Xem thằng bé mới phấn khởi làm sao kìa. Khởi làm nhưng chắc gì đây đã là chuyện tốt đẹp chứ. Chú mày trông tuyệt quá, để ta cưỡi thử một lát nhé. Ta cưỡi. Đi nào chú mày. Ôi trời ơi. Dậy ăn chút cháo cho mau khỏe con ơi. Cha ơi, giờ đôi chân con hỏng rồi. Sao số phận chúng ta lại đen đuổi thế chứ? Ông Tư có nhà không đây? Nghe tin cháu bị ngã ngựa, chúng tôi tới thăm đây. Vâng, tôi đây. Mời các bác vào nhà chơi. Cháu nó cũng đỡ hơn rồi ạ. Đúng là chuyện không đâu. Tự dưng lại ra nông nỗi này, khổ thân quá. Cháu nó bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa này mà lại được phúc. Khổ, tội nghiệp ông ấy. Chắc buồn rầu vì đứa con quá sinh ra thế. Phải đấy, chứ làm gì có chuyện gãy chân mà lại là phúc bao giờ. Ông Tư đâu? Dạ tôi đây ạ. Chẳng hay có chuyện gì mà quan quân lại tới tận đây ạ. Giặc sắp tràn vào biên giới nước ta, triều đình phải lấy lính đi nhập ngũ ấy, không nhà đã được thoái thác. Nhà ông có một con trai năm nay 20 tuổi, anh ta đâu? Mau bảo ra đây ngay. Tôi đây, nhưng cách đây mấy tháng tôi không ai bị ngã ngựa. Trong tôi thành tật, chỉ đi được tập tễnh thế này, e rằng không đủ sức khỏe phục vụ đất nước. Hả? Cậu lại giả vờ trốn lính hả? Có cả dân làng làm chứng, tôi không dám nói dối thưa ngài. Phải đấy, cho người ta tàn tật cả đời rồi, có đi lại được đâu. Thôi được, vậy cậu sẽ được miễn. Đi thôi. Hầu đúng như lời ông ta nói, hai chân tuy bất hạnh nhưng nhờ khóa này lại được phúc. Chiến trường ác liệt lắm, có mấy người đi mà toàn mang trở về đâu. Chẳng phải thà mất cái chân này mà được ở nhà còn hơn là mất cả tính mạng hay sao? Không phân thắng bại. Trời ơi, mình bị sóng cuốn lên bờ mất rồi. Làm thế nào bây giờ? Thế là mình bị mắc cạn ở đây rồi. Cuộc đời sẽ chấm dứt ở đây hay sao? À, lúc nãy sóng đánh mình lên trên này. Vậy thì chờ một lát nữa con sóng khác lên, khi rút nó sẽ đưa mình xuống. Không phải lo nữa, trời hôm nay đẹp thế này cơ mà.
nhân tiện chờ con sóng tới đưa mình xuống. Mình sẽ nằm ở đây nghỉ ngơi một chút vậy. Chà, thật là dễ chịu biết bao, dễ chịu biết bao, dễ chịu biết bao, dễ chịu biết. Cứng như đá thế này thì làm sao mà ăn được? Đói quá đi mất. Hả? Hả? Cái gì thế này? Một con trai à? Sao nó lại há miệng ra thế nhỉ? Chưa bao giờ mình thấy con trai nào to như vậy. Cái gì thế này? Ngươi làm gì vậy? Thả ta ra. Ai bảo ngươi dám động đến ta cơ chứ? Đáng đời nhà ngươi. Thả ra, thả ta ra mau, con trai hỗn xược. Ta không thả đấy, ngươi làm gì được ta nào? Được thôi, ngươi muốn làm gì thì làm. Hôm nay và ngày mai đừng không mưa đâu. Nếu không thả ta ra, ngươi sẽ chết vì khác. Ngươi đừng có dọa ta. Hôm nay và ngày mai nữa, ta không thả ngươi ra, ngươi sẽ chết vì đói. Để xem ngươi làm thế nào. Ngươi thật là hỗn xược. Có thả ta ra không thì bảo. Không thả, ta không thả ra đấy. Kia. Thả ra, không thả. Thả ra, không thả. Dạ, một con bò và một con trai, nó làm gì thế nhỉ? Làm gì thế này? Lần này thì chết thật rồi, tất cả chỉ tại ngươi. Tại ta, tại ngươi thì có. Ai bảo ngươi dám động đến ta, nên ta mới. Tại ngươi, tại ngươi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.